Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video hướng dẫn cho các bạn xem cái mật khẩu wifi ở trên cái máy điện thoại di động. Thì một số ở trên mạng thì có rất là nhiều video các bạn hướng dẫn. Tuy nhiên là hướng dẫn là hầu hết là các bạn đã rốt máy điện thoại rồi ấy. Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên cái điện thoại này. Điện thoại của mình là Samsung G530 đã rốt các bạn nhé. Thì làm sao để nó hiện cái mật khẩu như thế này được. Thì ở đây có một cái ứng dụng tên là Wi-Fi Password các bạn nhé, Recovery. Thì khi bật lên thì nó có giao diện như thế này. Chúng ta chờ một chút, cái này nó có quảng cáo các bạn này. Chúng ta bấm skip nhé. Đây, nó hiện cái tất cả các cái mật khẩu mà chúng ta đã kết nối vào thời gian gần đây. Đây, nó hiện cái channel TSP của mình là mật khẩu 1-9 nhé các bạn. Đây, nó vẫn hiện ra. Đây, mật khẩu channel TSP nhé. Thế làm thế nào để hiện được như này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây nhé. Rồi, ok, để đầu tiên chúng ta vào CS Play này. Ở chỗ CS Play chúng ta tìm kiếm Wi-Fi nhé. Có chữ Wi-Fi này, Password Recovery các bạn nhé. Đây, ở rất nhiều là ứng dụng các bạn. Nhưng mà một số ứng dụng là hầu hết là quảng cáo là nhiều thôi. Thì mình thấy cái ứng dụng Wi-Fi Password Recovery này rất là hay các bạn này. Tầm khoảng 4 MB này. Đây các bạn nhé, chúng ta cài đặt này. Chấp nhận nhé. Ở trong quá trình view lên thì nó có quảng cáo ấy các bạn. Các bạn để ý một chút thì không cần cài cái chương trình quảng cáo đấy. Đây, Wi-Fi Password Recovery các bạn nhé. Chúng ta mở lên nhé, hoặc là chúng ta kích ở ngoài cái ứng dụng ngoài màn hình này. Đây, nó có biểu tượng màu đen, logo thì màu vàng nhé các bạn. Chúng ta bật lên nhé. Chờ một chút nó hiện lên. Đây, cái chương trình quảng cáo nhé các bạn. Các bạn cái này thì bỏ qua thôi. Có cái skip ở phía trên cùng bên tay phải. Rồi, ở đây cái nó hiện cái tab này, xếp vật Wi-Fi nhé. Thì chúng ta cái này nó bảo là đã rốt nha các bạn nhé. Đã rốt hay chưa thì mình lúc nữa sẽ hướng dẫn cho các bạn xem đã rốt hay chưa nhé. Cái yêu cầu này thì chúng ta cho phép này. Cho phép để nó hiện lên. Ok chưa? Đây, tất cả các Wi-Fi mình đã kết nối gần đây. Đây, cái channel TSP của mình nó hiện đây các bạn nhé, mật khẩu 123456789. Ok chưa? Thì xem cái máy này đã rốt chưa ấy. Ở trên cái CS Play chúng ta có chữ rốt checker nhé. Để kiểm tra máy đã rốt hay chưa, có làm được hay không nhé. Rốt checker nha các bạn. Đây, cái này thì mình đã cài rồi, thì mình mở lên nhé. Chúng ta bấm vào kiểm tra root này. Đây các bạn này, xin chúc mừng quyền truy cập root đã được cài đặt hợp lệ trên thiết bị này. Tức là những cái mà cái ứng dụng này thì chỉ xem được cái mật khẩu thì trên những máy đã root rồi các bạn. Thì trên mạng hầu hết là các bạn xem video là hướng dẫn là chưa rốt. Tuy nhiên là hầu hết là cái đấy là được video đấy các bạn đã ghép rồi. Thì video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rốt máy của máy Samsung G530 này nhé, để các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.